Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số quốc gia và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số giờ đây không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu khách quan đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực. Đảng và nhà nước đã và đang đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số, thể hiện bằng các chủ trương đường lối tại nhiều văn bản mang tính chiến lược như nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị quyết định số 749 ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số. Năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số khi công nghệ số được ứng dụng để phát triển các nền tảng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm 2022 là năm tăng tốc thực hiện chuyển đổi số với nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh việc đưa người dân lên các nền tảng số Made in Việt Nam, đẩy mạnh triển khai đề án 06. Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số bền vững, thực chất, đồng bộ thì dữ liệu số là yếu tố quyết định. Do vậy, chủ đề của năm 2023 Năm quốc gia về dữ liệu số là tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, từ đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển đất nước. Năm 2023, còn là năm bản lề của giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng để triển khai thực hiện chuyển đổi số thành công cần phải có tư duy đi trước đón đầu, đi trước về trước, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.